vận động viên khiếm thị được cầu hôn trên đường chạy Paralympic Tokyo. Một vận động viên chạy tốc độ của đoàn thể thao Cape Verde đã có một kỳ thi đấu không thể nào quên tại Paralympic Tokyo ở Nhật Bản khi nhận được lời cầu hôn siêu đặc biệt. Trong buổi thi đấu vòng loại nội dung chạy 200m nữ hạng thương tật T11 ngày 2 tháng 9 năm 2021, các vận động viên cần một người chạy dẫn đường bởi đây là phần thi dành cho các vận động viên khiếm thị. Người chạy chính được buộc với bạn bằng một sợi dây và họ hoàn thành cuộc đua theo sự dẫn đường của người này. Mọi chuyện diễn ra bình thường cho đến khi tất cả tụ họp lại và xôn xao vì một hành động bất ngờ. Sau khi kết thúc lượt chạy với 3 cặp vận động viên khác, cặp vận động viên Cape Verde đã khiến mọi người vỡ òa với màn cầu hôn đầy bất ngờ từ anh chàng chạy dẫn đường Manuel Antonio Vaz da Veiga, dặn người bạn chạy khiếm thị đứng im rồi tìm gì đó. Lúc này, 3 cặp vận động viên vừa thi đấu xong dường như hiểu ý nên vẫy nhau quây quần lại. Và trong lúc đó, nữ nhân vật chính là Keula Nereida Pereira Semedo vẫn chưa hiểu chuyện gì sắp xảy ra. Cô gái 32 tuổi sau đó đã vỡ òa hạnh phúc khi được bạn đồng hành quỳ gối cầu hôn ngay trên đường chạy của sân vận động Olympic Tokyo tại Nhật Bản. Pereira Semedo bật khóc vì hạnh phúc khi bạn trai đeo vào ngón tay cô chiếc nhẫn đính hôn. Pereira Semedo là một trong 2 vận động viên duy nhất của đoàn thể thao người khuyết tật Cape Verde tham dự Paralympic Tokyo ở Nhật Bản. Vận động viên còn lại là Marilson Fernandes Semedo, 32 tuổi, cũng là tuyển thủ điền kinh và thi đấu ném lao nam gồm S57, nội dung mà Cao Ngọc Hùng của Việt Nam cũng thi đấu. Trong khi vận động viên Việt Nam xếp hạng 6 với thành tích 43,91m thì chàng tuyển thủ Cape Verde xếp thứ 10 với thông số là 33,07m. Nhân vật chính của màn cầu hôn đầy xúc động trên là một cô gái khiếm thị đặc biệt tại Cape Verde, một quốc đảo nhỏ thuộc châu Phi nằm trên biển Đại Tây Dương với dân số chỉ vỏn vẹn hơn 540.000 người. Pereira Semedo là một sinh viên tâm lý học và người mẫu tự do bên cạnh đam mê điền kinh của mình. Cô chuyển đến Bồ Đào Nha sống với mẹ khoảng 10 năm nay khi bà kết hôn với một người đàn ông Bồ, nhưng Pereira Semedo vẫn giữ quốc tịch và thi đấu cho đoàn Cape Verde. Cô tập luyện nghiêm túc từ năm 2012 với sự huấn luyện của chuyên gia Rui Raposo và thường xuyên tập luyện với Manuel Antonio Vaz da Veiga, người đã cảm mến và muốn sống bên cạnh cô suốt đời. Đây là kỳ Paralympic đầu tiên của Pereira Semedo và mặc dù đều phải dừng lại ở vòng loại cả hai nội dung chạy 100m và 200m T11, nhưng cô không ra về tay trắng mà dẫn theo món quà đặc biệt, đó chính là vị hôn phu của mình. Tại Việt Nam cũng có một cặp vợ chồng người khuyết tật đặc biệt ở môn điền kinh là Cao Ngọc Hùng và Nguyễn Thị Hải. Cả hai cũng vừa thi đấu xong tại Paralympic. Ngọc Hùng thi đấu ném lao ngồi S57 và xếp hạng 6. 5 năm trước ở Rio 2016, anh đã giành được tấm huy chương đồng ở nội dung này. Còn Nguyễn Thị Hải đấu ở hai nội dung là ném đĩa và đẩy tạ nữ ngồi F57. Mặc dù chỉ xếp hạng 10 và 9, nhưng cô gái 36 tuổi đã có thêm một kỳ Paralympic ấn tượng bên cạnh chàng phi công kém mình 5 tuổi. Ngoài đam mê thể thao, Cao Ngọc Hùng và Nguyễn Thị Hải còn kinh doanh nhà hàng ăn uống và họ đều là những người đầu bếp cừ khôi.